Nghị sĩ David Arakamia, lãnh đạo đảng đế tứ của nhân dân tại Quốc hội Ukraine vào ngày 5 tháng 2 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov sẽ được điều chuyển sang một bộ phận khác, nhường vị trí cho lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quân sự GUA, hiện tại là ông Kirill Budanov. Theo hãng tin Reuters, ông Arakamia là đồng minh thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky và cùng thuộc đảng đế tứ của nhân dân. Ông Arakamia giải thích cho việc thay thế là do mệnh lệnh của chiến tranh đã làm thay đổi chính sách nhân sự, trong đó các cơ quan quân lực như Bộ Quốc phòng không nên được quản lý bởi chính trị gia trong thời chiến, mà phải là người có chuyên môn về quốc phòng hoặc an ninh. Ông Arakamia không nói rõ khi nào việc luân chuyển sẽ diễn ra. Ông Reznikov, 57 tuổi, từng là luật sư, được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 11 năm 2021, chỉ vài tháng trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Việc ông rời khỏi Bộ Quốc phòng sẽ là thay đổi nhân sự cấp cao nhất trong chính quyền Ukraine sau một loạt vụ thư chức và cách chức do bê bối tham nhũng hồi cuối tháng 1. Ông Budanov là một sĩ quan tình báo bí ẩn, đã thăng tiến nhanh chóng nhờ công lao trong các chiến dịch bí mật. Ông được thăng hàm tướng vào tháng 8 năm 2016 và trở thành một trong những vị tướng trẻ nhất của Ukraine. Năm 2020, khi mới 34 tuổi, ông được bổ nhiệm làm lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quân sự GUA. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ The Washington Post, ông Budanov cho biết đã có ít nhất 10 vụ ám sát nhắm vào ông. Sau vụ nổ trên cầu Crimea hồi tháng 10 năm 2022, Nga cáo buộc ông Budanov và các đặc vụ GUA là thủ phạm chính. Phía Ukraine đến nay không công khai nhận trách nhiệm về vụ việc này. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Budanov dự báo trong năm nay, Nga sẽ tập trung giành nhiều vùng hơn tại Donetsk và Luhansk ở miền Đông. Một đợt tấn công mới từ Belarus ở hướng Bắc không có khả năng xảy ra và việc tập trung quân ở đó chỉ làm nhằm phân tán lực lượng Ukraine. Ông nói rằng Ukraine cần làm mọi thứ để giành lại Crimea đến mùa hè sắp tới, đồng thời nhận định Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nếu để mất Crimea. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.